mới gửi lên cho em. Chứ tiền của chị Hai thì em không có đụng tới 1.000 nào hết á. Tại vì em biết là tiền của chị Hai là để cho chị Hai chị bệnh, chứ không phải là để dành cho những người mà muốn đụng vô là đụng. Thì con mong các cô chú, ông bà trong thời gian qua đã yêu thương chị em con. Thì con mong là các cô chú hãy yêu thương con như vậy với lại chị Hai con trong những ngày sắp tới. Tại vì chị Hai con đã quá đau đớn rồi. Mong là các cô chú đừng có nói những lời khiến cho chị em con buồn lòng, để cho chị Hai con có động lực để bước tiếp trên con đường trị bệnh. Dạ, lời nói đầu tiên cho Chọc xin gửi lời chào đến quý ông bà, cô chú và anh chị. Chúc quý ông bà, cô chú anh chị luôn luôn vui vẻ và sức khỏe dồi dào và hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình. Thì thật sự gây cấn và hấp dẫn hơn cái ngày hôm nay đó là câu chuyện của em Tiên. Thì 25 tuổi đó quý ông bà anh chị, bị một cái gọi là nhân tình đã tưới xăng từ trên xuống dưới đó. Thì hiện tại bây giờ lúc đầu thì anh em cũng đến chia sẻ và mong rằng giúp hoàn cảnh cho em rất là nhiều. Những anh em YouTube mỗi một người lại quay và cũng như giúp đỡ cho em một phần nào cho vượt qua cái khó khăn này. Mà không ngờ rằng khi mà có tiền mạnh thường quân rồi đó, rất là nhiều, và đi lên bệnh viện trị bệnh rồi em Tiên lại tiếp tục về. Không trị bệnh rồi cũng như là không chăm sóc đồ này nọ, phụ lòng những cô chú anh chị mạnh thường quân cũng như là khán giả lúc đầu yêu thương của em Tiên. Thì ở đây á, ai cũng có một quá khứ, cái quá khứ ai cũng có quý bà anh chị, nhưng mà tất cả mạnh thường quân và cũng như cô chú anh chị bỏ qua cái chuyện đó. Hiện tại bây giờ em cũng đã như vậy rồi, một thân thể em như thế thì tất nhiên là mình phải bỏ qua, hoan hỷ đi cô chú anh chị. Thì khi mà chấp nhận, anh em YouTube người ta đã khuyên rất là nhiều rồi, cũng đi lên tới bệnh viện Chợ Rẫy cũng là nằm được 2-3 ngày, tới ngày hôm nay là hình như em nhớ là hình như ngày thứ tư thứ năm gì rồi đó. Thì hồi tối đó thì em Tiên không biết như thế nào, suy nghĩ như thế nào mà lại gọi cho anh em đồng nghiệp khác là cũng như là muốn chuyển viện và muốn không thay băng và cũng không muốn nằm bệnh ở bệnh viện Chợ Rẫy. Thì thật sự đó là làm một cái tin sốc. Thì cái anh mà đồng nghiệp đó cũng đăng tải cái video lên và đăng like trực tiếp luôn cô chú chị, đăng like trực tiếp luôn. Thì rất em xem bình luận đó thì rất là nhiều bà con mình và mạnh thường quân rất là bức xúc. Đây là một câu chuyện thứ hai. Em hỏi quý bà con chị, mạnh thường quân một cái nhân vật mà thật sự ra như em Tiên đó là người mạnh thường quân người ta giúp gần nửa tỷ rồi, gần nửa tỷ rồi ha, gần 500 triệu rồi, chưa tính nhà xây rồi, sửa nhà rồi, các xây phòng rồi, gắn máy lạnh, lầu tùm lum tùm la. Rồi em hỏi quý bà của anh chị, ở bệnh viện Chợ Rẫy là một cái bệnh viện rất là lớn, rất là có tiếng, không phải là riêng ở Việt Nam, thậm chí mà lan tỏa bên Mỹ nữa cơ, ha, rất là nổi tiếng, rất là bác sĩ ta giỏi ở đây. Mà hỏi cô chú chị, không lẽ bây giờ nằm bệnh viện Chợ Rẫy không chịu, không lẽ vô nằm bệnh viện quốc tế quý bà anh chị? Rồi những cái đồng tiền đó bây giờ mà hỏi quý bà có ai mà chấp nhận được không? Khi lần này lần thứ hai mà em Tiên không chịu mà muốn chuyển viện và muốn rằng đi đâu nữa. Có nhiều quý anh chị bình luận thôi đi vào trong đó đi, đi vào Bình Hưng Hòa đi, rồi đi vào trong một cái nhà mà im ru rồi. Em hỏi thật sự làm mạnh thường quân và làm cho tất cả quý ông bà của chính trị rất là bức xúc. Khi mà hồi sáng em xem được cái đường like đó, xem được cái đường like và xem được, nghe được những cái gì mà rất là bức xúc. Đấy, rất là bức xúc luôn. Em là một người chia sẻ và em cũng không có kêu gọi mạnh thường quân. Rồi em nói với chị, mà quý mạnh thường quân, quý ông bà của chính trị xem thì có ai, có được bao nhiêu người và ai đã có giúp được em My chứ? Một người con gái mới có 17 tuổi đã chăm sóc cho gọi là em Tiên này 11 tháng, gần 12 tháng quý bà anh chị. Bỏ quên đi tất cả những cái gì, thậm chí là em bây giờ là em muốn dạng như là ghép cái da mình, ghép cho em Tiên để cho em Tiên lành lặn lại. Một người con gái bình thường và hy sinh cái bản thân của mình để mà cho cái người chị hai như thế. Đấy. Rồi khi mà anh em biết được cái đường like đó và em Tiên muốn như vậy rồi đăng tải, mạnh thường quân sẽ quay mặt. Tại vì đã một lần đầu tiên rồi, lần này lần thứ hai nữa em Tiên là muốn chuyển viện rồi, không muốn nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy, bây giờ muốn nằm đâu nữa.
đó. Cô anh chị thì thực sự ra khi mà sáng em nghe được em rất là buồn. Hôm nay á là em là có bốn anh em, năm anh em YouTube ở có mặt ở đây, tại vì cập nhật thôi, cập nhật tình hình chứ không có kêu gọi mạnh thường quân hàng là giúp đỡ gì cả. Nhưng mà quý ông bà anh chị quên đi một cái người, cái công rất là lớn, rất là lớn bên cạnh em Tiên, và thậm chí không biết như thế nào khi mà sáng ghi hình đó của anh chị thì em Tiên á, em Tiên ở trên lầu rồi nói điện thoại với cái ai đó thì không biết, thì ở đây với em, mấy anh em của em ghi hình ở dưới công viên, ở công viên của bệnh viện Chợ Rẫy đó, anh em ghi hình ở đây. Và khi đó thì có một người báo tin rằng là có một người anh bạn đồng nghiệp em đang live trực tiếp trên đó, thì khi mà nói vụ thay băng chuyển viện thật sự ra là em đi hoàn toàn không biết. Rồi khi mà anh em mà đăng tải cái video đó lên, rồi khi mà phát hiện ra rồi thì anh em mới gọi cho em My. Đó, thì em My nó hoảng hồn, và không phải là em gọi liền đâu. Lúc đó là hình như là đa số là rất là nhiều bà con gọi, thậm chí 40-50 cuộc của điện thoại. Và lúc đó em My rất là buồn của chị, rất là buồn luôn. Tại vì tại sao mà mình làm như vậy rồi vô ảnh hưởng, là nói chung là rất là nhiều. Nhưng mà trong cái nét mặt khi mà em phỏng vấn cái clip mà khoảng 1-2 giờ trưa đó của chị, thì em Tiên, xin lỗi của chị, và em My đó thật sự rất là buồn. Và có một cái chị mà Mạnh Thường Quân hôm trước đó của anh chị, cái Mạnh Thường Quân hôm trước đó, thì chị xem được chị rất là buồn. Chị nhắn tin vậy, nói chị rất là buồn luôn. Không chỉ là, không phải là riêng Mạnh Thường Quân đâu, những anh em YouTube thật sự ra rất sốc về cái câu chuyện ngày hôm nay. Vỡ lẽ ra tại sao Mạnh Thường Quân và quý ông bà của chú chị thương yêu, thương yêu em Tiên và giúp đỡ em Tiên mà quên đi em My như thế này. Thật sự, rồi có nhiều người gọi lại chửi mắng em My và nặng nhẹ em My. Thật sự ra đừng những chị hoan hỷ đi. Em My có đâu có làm chuyện gì đâu. Quá khứ em My cũng làm đâu phải là cái gì đâu anh chị. Mình phải nên giúp em Tiên rồi phải giúp luôn em My. Đó là một cái câu chuyện đó. Em thấy thật sự ra là không ai quan tâm tới em My thật sự. Rồi khi mà những anh em YouTube mà ta đăng tải lên á, thì có rất nhiều, cũng có vài ba người thôi cho được em My được đồng nào đồng đó. Nhưng mà theo em phỏng vấn và khi mà em đã đến đó đó, thì em nói chuyện với em My á, em My chia sẻ rất là buồn. Một cái người thực sự rất là nhỏ tuổi, một cái người tôi gọi là cái tâm rất là tốt như em My đó, thì em không phải là chăm sóc em Tiên này là vì gì, giống như tình cảm mà hai chị em lớn lên cùng nhau rồi lo lắng cho nhau đó. Thì khi mà em không hiểu là khi mà 11 tháng nay theo em My chia sẻ đó, thật sự ra là em thấy như thế này nè. Em nói là em mượn tiền đó, em mượn tiền ở dưới quê đó, bà con ở dưới cho mượn, người cho 200-300 gì đó, gì 1-2 triệu gì đó thì mượn, thì từ từ em trả. Nhưng mà những cô chú anh nào đó thì xem được cái hoàn cảnh của em Tiên với em My rồi cho luôn, chứ không cho kiểu mà không có đòi lại của anh chị đó. Thì khi mà em tiếp xúc được cái em My này, thực sự ra hỏi ra câu chuyện là gia đình này nọ đó của anh chị, nó kiểu mà như là không được hạnh phúc như những gia đình khác. Rồi khi mà hỏi quý bà anh chị, có phải có nhiều anh chị bình luận rằng đây là một cái câu chuyện bị bé Tiên, bé Tiên dẫn dắt Mạnh Thường Quân, dẫn dắt dư luận. Tại sao khi mà đã về viện rồi một lần rồi không chấp nhận chị bệnh nữa? Có nhiều anh chị bình luận nói tại vì nó cái nghiệp nó phải làm, nhưng mà cái quá khứ mình cũng không nên nhắc lại, ai cũng có một quá khứ, tại vì mà không ai biết thôi. Nói chung là nói ra lên trên mạng xã hội là nói qua quá khứ thì tất nhiên đùng đùng ra cũng ai cũng biết. Nhưng mà thôi mình quan hỷ đi cái chuyện đó. Còn như là nó là em Tiên này khi mà đã nghe tin được nhận bên kênh của YouTube khác, đồng nghiệp khác này nói là nhận được 400-500 nửa tỷ gì đó anh chị, rồi xây nhà cất nhà, rồi muốn ôm số tiền đó về nằm đó cho người chăm lo, vậy không muốn để mà kiểu mà lành lặn để mà đi làm đó, thì thật sự ra là mình không hiểu được. Có nhiều của anh chị bình luận rằng đây là cặp mắt con bé Tiên ấy, cặp mắt léo lịa, nói chung là tùm lum tùm la, nói chung nó rất là nhiều trên mạng xã hội. Hiện tại bây giờ một lần, hàng lần này nữa, lần thứ hai là em Tiên muốn chuyển viện đó, rồi chuyển viện rồi không thay băng, không hợp tác với gọi là bên bác sĩ ha, không hợp tác bên bác sĩ. Thì ở đây em nói xin thưa quý bà của anh chị này, có thể là do em ám ảnh về cái mỗi lần thay băng đó của anh chị, ám ảnh đau đó.
thì đau như thế nào mình cũng phải cố gắng, tại vì mình không thể nào mà phụ phủi ơn phủi nghĩa với mạnh thường quân đã giúp mình và muốn mình đi đứng lại đàng hoàng. Ai mà không muốn đi đứng rõ ràng của anh chị để mà chăm lo, còn có chuyện mà có dặn ai, có ai đó dẫn dắt có câu chuyện này hay không thì cô chú anh chị đợi đi, đợi từ từ sẽ hiểu rõ và lòi ra hết tất cả có ai dẫn dắt hay không. Anh em nào em là một cái người chia sẻ thông tin ha, chia sẻ thông tin về cập nhật tình hình, nhưng mà em nói của anh chị đúng hay sai thì quý bà chị nhìn vô có ai dẫn dắt, có ai đưa cái câu chuyện này lên phòng lên cái mạng xã hội. Và anh em YouTube người ta làm, người ta cũng có tâm lắm cô anh chị, em nói thật đó, tùy theo mỗi người thôi, em không quơ nha, em không quơ. Có người này tốt, có người xấu, có nhiều người ta dẫn cái câu chuyện từ 1 lên tới 10, còn riêng Chọc thật sự ra có sao Chọc đăng như vậy à, mình đăng như vậy thì bây giờ mình không thể nào mình lừa dối khán giả, và cũng như là mình không thể nào mình giấu được đó. Tại vì mình dốc láo, tất nhiên là mình lên cái mạng xã hội này mình dốc láo là khán giả và Mạnh Thường Quân người ta nhìn tới biết đấy. Nhưng mà ở đây nè, em muốn nói là ngày hôm nay em không trách móc ai cả. Có nhiều khoảng 2-3 người gọi điện cho em nói câu chuyện này à, câu chuyện này có một người dẫn dắt cái câu chuyện này để cho em tiên nói như vậy. Thì ở đây em không có nói ai cả, thì cô chú anh chị mình cứ đợi từ từ, từ từ rồi sẽ, nếu mà ai làm sai, ai dẫn dắt cái câu chuyện, ai đồng thổi câu chuyện này sẽ từ từ biết nha. À, từ từ biết. Mà bây giờ của chúng chị thật sự ra, bây giờ em hỏi của chúng chị nè, à, mình làm như vậy cũng không tốt, cũng không đúng. Tại vì em tiên hiện tại bây giờ là mình phải là giúp em, mình động viên em, hoặc là mình cập nhật tình hình để cho em tiên này cố gắng lên, gượng lên. Để làm gì? Để mình đi đứng lại đàng hoàng, rồi lo cuộc sống. Bây giờ hỏi quý bà của chú anh chị nè, bây giờ mà em tiên làm như thế này lần này thứ hai, rồi lần thứ ba nữa, có phải là Mạnh Thường Quân rút tiền hết? Có phải là em tiên này trắng tay không? Không có một đồng, rồi nhà cửa, rồi Mạnh Thường Quân người ta không cắt nhà nữa. Rồi có phải là ở nhà cũ không? Cái cuộc đời của em lại vào cái đường vị trí cũ không anh chị? Mình giúp đó mà mình phải có tâm đấy, mình phải có tâm, mình phải đúng đàng hoàng, không dẫn dắt dư luận. Mình không có đưa em tiên vô một cái đường cùng đấy. Tại vì sao? Mạnh Thường Quân người ta đã là ta gọi là bỏ qua quá khứ của em tiên rồi. Đó. Mạnh Thường Quân bỏ qua cái quá khứ của em tiên để giúp đỡ em tiên gần 500 triệu. Nói hơn là các nhà này nọ luôn, hơn 500 triệu. Đó. Có nhiều Mạnh Thường Quân giúp lắm. Nhưng mà có nhiều anh em YouTube người ta đã không nhận. Tại vì số tiền rất là lớn rồi. 500 triệu cho không ít đâu quý bà anh chị. Ha. Thậm chí hơn nữa. Đấy. Thì em muốn rằng như thế này. Mong rằng quý cô chú anh chị xem phải hoan hỷ cho em tiên. Rồi em cũng mong cô chú anh chị xem hãy động viên cho em My, và em My tiếp tục để cố gắng chăm sóc cho em tiên vượt qua cái khó khăn, và cũng như là em đi đứng lành lặn. Tại vì em My này rất là tốt ha quý bà chị. Thôi em nói nhiều quá. Nếu cô chú anh chị xem mà có ý kiến gì hãy để lại cái bình luận ha. Nếu mà cô chú anh chị nghe em nói đúng, hãy cho em một like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ quý bạn của chị. Rồi ai mà giống như là dẫn dắt câu chuyện em tiên này, hãy cứ chờ để Chọc làm cái vấn đề này sẽ hiểu cho quý anh chị. Thì nếu mà quý anh chị nào chưa biết em làm từ trước tới giờ thì quý bạn anh chị sẽ xem những clip cũ sẽ em biết em làm cái gì nha. Ở đây em không vạch mặt và cũng như là em không có bóc phốt ai cả ha. Rồi em, tại vì hiện tại bây giờ em cũng là một cái người đưa tin và cũng rất là thương em My và em tiên này đấy. Nhưng mà mình phải như thế nào à, từ từ, rồi đừng có thổi phồng câu chuyện hay thế này thế kia đó đấy. Thì từ từ hay gõ thôi. Có nhiều quý anh chị gọi cho em rất là nhiều, em ghi âm đi rất là nhiều cái cuộc gọi của quý ông bà của anh chị đấy. Thì em xin phép kết thúc clip đây, hẹn quý cô chú anh chị những clip tiếp theo. Bye bye tất cả quý bạn chị nha.